Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của mình. Thì hôm nay, mình sẽ đề cập cho các bạn một quả cờ vua. Xin mời các bạn một quả cờ tướng rất là kịch tính từ hai kỳ thủ. Sai được trang ngã đúng không? Đấy, sai được trang ngã yếu. Trước kia nó cũng sai được trang ngã yếu, cũng tự sai được trang ngã yếu. Ghê ghê sao lưng giống chị đi
Bố mày rửa mặt đi. Bố mày rửa cái bôi đi. Bố mày đi. Bên đây ạ. Bạn làm bố xong phải cổng này ạ. Ánh trăng cứ dần buông xuống. Ai về trên phố hai người thầm. Điều mùa lạ rồi không? Ngon. Ngọt khổ. Đây có một cái ngoài này thịt đó. Ở trong bàn thì nữ luôn. Bạn không mua rồi nè. Đây là một đời cha thơ. Đây là một đời của em. Có chứ, ăn kiểu này. Tiểu ấy chỉ có đi mua. Đi ăn thẳng, đi. Đi ăn. Mà đi ra. Lớp của đánh. Bao nhiêu thế rồi? Đi nhé. Này, có lý trị đây này. Đi đâu có hình vui này. Quý. Quý. Như vậy thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Bằng những video hình diện tiếp theo. Thank you.